Năm La Mã phẩm nhỏ. Sự có mặt. Do sự có mặt của ba pháp này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba? Do sự có mặt của lòng tin này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật bố thí này, các tỷ kheo, tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường này, các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của ba pháp này, này các tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Sự kiện. Do ba sự kiện này, các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba? Ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, giới tâm ly cấu uế của sang tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi, giới bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí. Do ba sự kiện này, này các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thích thấy người giới hạnh, muốn được nghe diệu pháp, nhiếp phục uế sang tham, vị ấy gọi có tin. Ba lợi ích. Thấy rõ ba lợi ích này, lý do lợi ích là cần thiết cho một người thuyết pháp cho người khác. Thế nào là ba? Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Người thuyết pháp và cả người nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Thấy rõ ba lợi ích này, này các tỷ kheo, là cần thiết cho một người thuyết pháp cho người khác. Trường hợp. Có ba trường hợp. Này các tỷ kheo, cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. Thế nào là ba? Ai thuyết pháp cần phải liễu giải thích và cần phải liễu giải pháp. Ai nghe pháp liễu giải pháp. Ai thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Có ba trường hợp này, này các tỷ kheo, là cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. Bổn phận. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Thế nào là ba? Bố thí, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Xuất gia, này các tỷ kheo, được tuyên bố. Hầu hạ cha mẹ, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các tỷ kheo, được người hiền trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Biết bố thí thiện sĩ, bất hại chế ngự căn, tự điều hầu mẹ cha, các vị sống phạm hạnh, bổn phận kẻ thiện khen. Người hiền thực hiện chúng, bậc thánh thấy rõ vậy, đạt được đời an lạc. Bậc giới hạnh, gần làng hay thị trấn nào, này các tỷ kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở tại chỗ ấy. Các người nhờ ba sự kiện được gặt nhiều công đức. Thế nào là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý. Gần làng hay thị trấn nào, này các tỷ kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở tại chỗ ấy. Các người nhờ ba sự kiện này được gặt nhiều công đức. Hữu vi. Có ba tướng hữu vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp hữu vi. Thế nào là ba? Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp hữu vi. Có ba tướng vô vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp vô vi. Thế nào là ba? Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng vô vi này, này các tỷ kheo, cho các pháp vô vi. Núi. Dựa vào vô núi Tuyết Sơn, này các tỷ kheo, các cây sa la to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây. Chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non. Chúng lớn lên về giác cây và lõi cây.
dựa vào vua núi Tuyết Sơn. Này các tỷ kheo, các cây sa la to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, dựa vào thiện nam tử có lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các tỷ kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng trưởng này. Như núi đá sừng sững trong rừng sâu rừng rậm, các cây lớn dựa vào lớn lên những thần rừng. Cũng vậy, thiện nam tử có lòng tin với đức, vợ con và gia quyến, dựa vào để lớn mạnh, với tùy tùng bà con nhờ cậy để sinh sống, thấy vị giới hạnh làm, với bố thí thiện hành. Nếu chúng có mắt sáng, chúng làm theo vị ấy. Ở đây làm đúng pháp, con đường đến cõi lành trong thiên giới hỷ lạc, ước muốn được quan hỷ, nhiệt tình tinh tấn. Có ba trường hợp này các tỷ kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba? Các ác bất thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. Các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh, để chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gai gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp này, này các tỷ kheo, cần phải nhiệt tình làm mạnh. Khi nào tỷ kheo, này các tỷ kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh, đừng để cho sanh. Đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh, để cho sanh khởi. Để chịu các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gai gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chân chánh đoạn tận khổ đau. Giặc cướp. Do đầy đủ ba điều kiện, này các tỷ kheo, một tên cướp lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm. Làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chặn cướp. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào rừng rậm, dựa vào kẻ có quyền lực. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào con sông khó lội qua hay sự quanh co hiểm trở của núi non. Như vậy, này các tỷ kheo, là tên cướp lớn dựa vào quanh co hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào rừng rậm? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm cỏ hay rừng rậm cây hay khóm rừng hay đám rừng lớn rậm. Như vậy, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực? Ở đây, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào vua hay các vị đại thần của vua và nghĩ như sau: nếu có ai kết tội ta, các vua ấy hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích cứu thoát ta. Và sự thật là như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực. Do đầy đủ ba điều kiện này, này các tỷ kheo, một tên cướp lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn trộm, làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chặn cướp. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ác tỷ kheo đầy đủ ba pháp, tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo dựa vào quanh co hiểm trở, dựa vào rừng rậm và dựa vào kẻ có quyền lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào sự hiểm trở? Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo đầy đủ với thân hành quanh co hiểm trở, với ngữ hành quanh co hiểm trở, với ý hành quanh co hiểm trở. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào quanh co hiểm trở. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm?
Ở đây, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo có tà kiến, đầy đủ những tri kiến đi đến cực đoan. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào rừng rậm. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tỷ kheo dựa vào kẻ có quyền lực? Ở đây, này các tỷ kheo, dựa vào các vua hay các đại thần của vua? Ác tỷ kheo nghĩ rằng, nếu có ai kết tội ta, các vua ấy hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích cứu thoát ta. Và sự thật là như vậy. Như vậy, này các tỷ kheo, là ác tỷ kheo dựa vào kẻ có quyền lực. Đầy đủ ba pháp này, này các tỷ kheo, ác tỷ kheo tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Sáu La Mã, phẩm các Bà La Môn. Hai người, có hai vị Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Những Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi. Nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, đã 120 tuổi. Nhưng các ông không làm điều lành, không làm những điều để chấm dứt sự sợ hãi. Thật vậy, này các Bà La Môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết, dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết, dắt dẫn như vậy. Này các Bà La Môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao hay ngọn đèn, là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. Đời sống bị dắt dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa, hãy luôn luôn quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. B. Hai người, rồi Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đi đến Thế Tôn, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà La Môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi. Nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi. Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thật vậy, các ông là những Bà La Môn già yếu, đã 120 tuổi. Nhưng các ông không làm điều lành, là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. Trong ngôi nhà bị cháy, đồ đạc được đem ra, đồ ấy lợi cho nó, không phải đồ bị cháy. Cũng vậy, đời bị cháy do già chết thiêu đốt, nhờ bố thí tự cứu, kéo cứu đồ bố thí. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Vị Bà La Môn. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên. Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama? Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, để đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu, tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự tại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn,
pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian để đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm uế nhiễm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, tâm khổ, tâm mưu. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự tại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, tự mình giác hiểu. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, tự mình giác hiểu. Thật chi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Bà La Môn cư sĩ. Rồi một Bà La Môn du sĩ đi đến. Thế Tôn sau khi đến ngồi xuống một bên, Bà La Môn du sĩ bạch Thế Tôn: pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian để đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Tham ái được đoạn trừ, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Vì ấy làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Tham ái được đoạn trừ, vì ấy không làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vì ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái được đoạn trừ, vì ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm uế nhiễm, này Bà La Môn. Bị si làm mê mờ, này Bà La Môn. Bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình, nên suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, thời không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về ý. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích cho cả hai. Si được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian để đến mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu, niết bàn. Rồi Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: thiết thực hiện tại là niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm say đắm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, này Bà La Môn, niết bàn là thiết thực hiện tại, được người trí tự mình giác hiểu. Bị si làm uế nhiễm, này Bà La Môn. Bị sân làm mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ đến hại mình, cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Si được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không cảm thọ tâm khổ, tâm mưu. Như vậy, Bà La Môn,
Niết bàn là thiết thực hiện tại được người trí tự mình giác hiểu. Khi vị ấy, này Bà La Môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, cảm thọ si được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, được người trí tự mình giác hiểu. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Người giàu có. Rồi một Bà La Môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà La Môn giàu có lớn bạch Thế Tôn: "Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn thuở xưa, các trưởng lão lớn tuổi, bậc thầy của các bậc thầy nói rằng, thuở xưa thế giới này quá sung mãn với người. Người ta nghĩ như một vực sâu không có sóng, các làng, các thị trấn, các kinh thành quá gần để một con gà trống có thể bước từ chỗ này qua chỗ kia. Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì? Ngày nay loài người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các thành phố trở thành không thành phố, các quốc độ trở thành không quốc độ. Ngày nay, Bà La Môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, chúng cầm gươm sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Ngày nay, loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các quốc độ trở thành không quốc độ. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế? Các quốc độ trở thành không quốc độ. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị các tà kiến chi phối, các loài dắt kha dạ xoa thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy nhiều người mạnh chung. Đây là nhân. Này Bà La Môn, đây là duyên. Ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, trông rõ như thế. Các quốc độ trở thành không quốc độ. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama hãy nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Vacchakota. Rồi du sĩ Vacchakota đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Du sĩ Vacchakota thưa với Thế Tôn: "Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, Sa môn Gotama nói như sau: cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho các đệ tử của người khác không có quả lớn. Thưa Tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau: cần phải bố thí cho ta, không có được quả lớn. Những người nói như vậy có phải nói đúng lời nói của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp? Và những ai là người đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích, họ không muốn xuyên tạc Tôn giả Gotama? Này Vajra, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau: cần phải bố thí cho ta, có được quả lớn, những người ấy không nói đúng với lời nói của ta. Họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. Này Vajra, ai ngăn chặn người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh cắp mất ba vật. Thế nào là ba?
Người ấy làm chướng ngại người cho không được công đức, người ấy ngăn chặn người nhận không được bố thí, và tự ngã người ấy trước đã mất gốc lại càng bị thương tổn hơn. Ai ngăn chặn người cho không bố thí người khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy và đánh cắp mất ba vật. Này Vatcha, ta nói như sau: những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hố phân, hay hố rác rưới, với ý nghĩ để các loài hữu hình trong ấy nhờ đấy được ăn để sống, do nhân duyên ấy, này Vatcha, ta nói có đem lại công đức. Còn nói gì đối với loài người? Lại nữa, này Vatcha, ta tuyên bố rằng cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ năm pháp. Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã được đoạn tận, sân đã được đoạn tận, hôm trầm thùy miên đã được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghi đã được đoạn tận. Năm pháp này đã được đoạn tận. Năm pháp nào đã được đầy đủ? Đầy đủ vô học giới uẩn, đầy đủ vô học định uẩn, đầy đủ vô học tuệ ẩn, đầy đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn. Vì ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây ta tuyên bố rằng bố thí cho người đã đoạn tận năm pháp, đầy đủ năm pháp có quả lớn. Như trong một đàn bò có con đen, trắng, đỏ, màu hung hay có đốm, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì liền mắc vào gánh nặng. Cũng vậy giữa loài người, dầu có sinh chỗ nào, hoàng tộc Bà La Môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp hay hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy ai đều phục thuần thục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thật biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc, việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia không chấp pháp tịch tịnh, phước điền ấy vô cấu, quả lớn đáng cúng dường. Như kẻ ngu không biết, thiếu trí ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần kẻ thiện. Những ai gần kẻ thiện, có tuệ tôn bậc hiền, họ tin bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh gia đình tốt, bậc trí tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn.